Đàn Di Băng bị cộng đồng mạng và Hoàng Nguyên Vũ chấn chỉnh khi phân biệt người nghèo. Cách đây không lâu, mạng xã hội dậy sóng với phát ngôn của Đoàn Di Băng. Cô cho rằng hiện nay nhiều người sợ Tết không phải vì già thêm một tuổi mà do thiếu tiền. Giọng ca thuốc đắng dẫn chứng. Bố mẹ cô dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn nôn chờ mùa xuân. Phía dưới bình luận, chủ nhân bài viết nhận về không ít gạch đá. Đa phần đều cho rằng Đoàn Di Băng đang cố tình phân biệt người giàu nghèo. Trước làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng, doanh nhân 8X đã lên tiếng xin lỗi. Cô cho biết tình hình kinh tế năm nay khó khăn, phải chi nhiều khoản nên không hào hứng như trước đây. Đó chỉ là quan điểm cá nhân chứ không có ý miệt thị người nghèo. Sự tình là thế này, Tết này công ty Băng bán chậm hơn mọi năm. Băng thì vừa xây cùng lúc mấy căn nhà nên tiền bạc cũng không được thoải mái như mọi năm. Hôm anh Vũ có nói năm nay không nôn Tết, mong Tết qua lẹ. Vì doanh nghiệp Tết rất nhiều chi phí nên Băng mới lên ghi như vậy. Ý nói luôn cả bản thân mình trong đó. Dưới comment, Băng cũng có nói điều này, sau đó thấy có bạn góp ý sẽ hiểu nhầm nên Băng đã xóa. Nếu ai vì câu nói đó mà buồn thì Băng xin lỗi, nhưng thực sự đó chỉ là câu nói về hoàn cảnh chung của mình và mọi người dịp Tết đến thôi. Còn nếu như nói Băng coi thường người nghèo, nói câu đó là không đúng. Băng cũng từng là người nghèo, ba mẹ Băng cũng vậy. Băng ghi ba mẹ Băng nôn Tết vì ba mẹ giờ có phải lo gì nữa đâu. Con cháu lo hết Tết, còn được nhiều lì xì. Con cháu sum vầy thì nôn phải rồi, Đoàn Di Băng chia sẻ. Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng ý kiến này của Đoàn Di Băng vẫn không thể xoa dịu làn sóng chỉ trích. Bản thân cô cũng nhiều lần bị netizen phàn nàn vì thói quen sắm đồ hiệu, khoe vật chất quá lố trên mạng xã hội. Mới đây, Facebooker Hoàng Nguyên Vũ đã chia sẻ bài viết khá dài nhằm ám chỉ Đoàn Di Băng. Anh cho rằng triết lý giàu có thể áp đặt suy nghĩ của người khác là quan niệm sai lầm. Đoàn Di Băng kinh doanh được là nhờ khách hàng ủng hộ, trong đó có cả học sinh, sinh viên và người lao động thấp. Anh phản bác câu nói, nghèo đồng nghĩa với ít tiền và so sánh Đoàn Di Băng với những hiện tượng trên mạng xã hội như Nở Ono, Bà Tân Vlog. Hoàng Nguyên Vũ nói thêm, nghèo vật chất có thể phấn đấu nhưng để cư xử sang và có văn hóa thì không phải chuyện đơn giản. Được biết trước đây, Hoàng Nguyên Vũ từng réo tên Đoàn Di Băng trong vụ dạy con ứng xử khi đi máy bay hạng thương gia. Nguyên bài viết của Facebooker. Này thì không có tiền nên không thích Tết. Bạn giỏi, đúng. Giỏi thì mới kiếm được tiền, nhất là tiền từ những cô công nhân nghèo, những bé văn phòng với đồng lương khiêm tốn, những nữ sinh viên phải tiết kiệm từng đồng ăn sáng. Bạn lắm tiền, đúng. Những người như tôi nhắc ở trên trong xã hội này đông lắm. Họ nghèo nhưng bạn lại nhiều tiền lên nhờ họ. Từ khi bạn lắm tiền, bạn vẫn nghĩ cuộc đời theo triết lý của người nghèo văn hóa, rằng người có tiền nói gì cũng đúng. Không phải thế đâu bạn sai đấy. Bạn sai vì bạn nghĩ bạn giàu, thực sự bạn chỉ nhiều tiền thôi, bạn không giàu. Giàu khác nhiều tiền, giàu nó còn hàm chứa giá trị sống, ứng xử và đối nhân xử thế trong đó. Còn nhiều tiền chưa hẳn đạt đến như vậy. Phường trộm cướp ở một lúc nào đó sẽ nhiều tiền nhưng không phải là giàu. Bạn sai vì bạn nghĩ người khác ít tiền là họ nghèo, không hẳn. Mặc dù họ có nghèo thì bạn hãy nghĩ rằng bạn đang kiếm nhiều tiền từ họ. Họ không đáng để bạn giễu cợt họ. Hết lần này qua lần khác bằng cách nghĩ từ bên trong suy nghĩ bạn, vốn lố bịch và hợm hĩnh, đủ rồi bạn ạ. Phía dưới bình luận, Hoàng Nguyên Vũ còn chốt hạ khuyên Đoàn Di Băng không nên đem người nghèo ra đùa giỡn. Chào chị Băng lắm tiền giữa trời đông cô đơn, chị lắm tiền kệ chị đừng đưa người nghèo ra đùa giỡn mãi nhé. Trước đó vào tháng 11, trong chuyến đi Hàn Quốc của gia đình vừa qua, Đoàn Di Băng chỉ cho con gái lớn bay hạng thương gia, còn hai con gái nhỏ bay hạng phổ thông. Theo nữ đại gia, hành khách ngồi ghế thương gia đã tốn chi phí đắt đỏ để có sự yên tĩnh, thời gian nghỉ ngơi thoải mái trên máy bay. Trong khi đó, hai con gái còn nhỏ, dễ gây ồn nên Đoàn Di Băng không muốn con mình làm ảnh hưởng đến mọi người tại khoang thương gia. Điều này khiến cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Người khen nữ đại gia vì tinh tế, người lại thẳng thừng chê quan điểm này vì cho rằng khoang nào cũng cần yên tĩnh cả. Tối 17 tháng 11, Đoàn Di Băng giải thích nguyên nhân để tránh gây hiểu nhầm. Cô cho biết gia đình thường xuyên đi hạng thương gia hoặc hạng nhất mỗi khi đi nước ngoài. Giá vé của hạng này cao hơn 4-5 lần so với khoang vé phổ thông. Cụ thể, trong chuyến đi Hàn Quốc này, vé Di Băng mua cho hạng thương gia là 50 triệu đồng một người, vé hạng phổ thông là 10 triệu đồng. Giá vé đắt bởi khu vực khoang thương gia và hạng nhất ở đầu máy bay chịu ít ảnh hưởng nhất bởi tiếng ồn động cơ. Hành khách ở khoang này cũng được phục vụ rất chu đáo, không gian yên tĩnh, thoải mái. Khu vực này yên tĩnh tới mức tiếp viên muốn nói gì với hành khách đều phải cúi thấp, thậm chí quỳ thấp để nói thật nhỏ. Khi tiếp viên nói chuyện với chồng nhưng Băng ngồi bên cạnh cũng không nghe thấy, hai vợ chồng muốn nói gì với nhau đều phải ghé sát để tránh làm ồn tới những người xung quanh, cô nói. Di Băng cho biết cô chỉ cho con gái lớn Hana ngồi khu vực này vì bé đã lớn hiểu chuyện. Trong khi hai bé nhỏ rất khó làm được điều này, chưa cần khóc hay đùa giỡn, chỉ cần hai bé nói chuyện với nhau cũng đủ làm ảnh hưởng tới những người ở khoang thương gia.
Khách ngồi khu vực này khá khó tính. Trên chuyến bay, do con gái nhỏ bị sếp ngồi xa nên tôi ngỏ ý muốn vị khách đổi ghế cho mình, ngồi cạnh Hana, nhưng người này tỏ ra khó chịu, gọi tiếp viên và phàn nàn rằng đang bị tôi làm phiền. Cuối cùng, tiếp viên phải xin một vị khách khác dễ tính hơn đổi cho tôi. Khách ngồi ở khu vực này bỏ số tiền rất lớn để đổi lấy sự yên tĩnh. Vì thế, nếu để trẻ con ở khu vực này có thể gây khó chịu cho họ. Đổi lại là tôi, nếu trên khoang thương gia, nhà nào mang trẻ nhỏ mà làm ồn, tôi cũng thấy bực. Nếu mình không thích thì mình cũng không nên để người khác vào hoàn cảnh đó, cô cho biết. Dì Băng lý giải thêm, khoang phổ thông nằm từ giữa đến đuôi máy bay, thường xuyên ồn bởi tiếng động cơ. Ngoài ra, khoang này lúc nào cũng có trẻ nhỏ, chứ không riêng gì con của cô. Dì Băng tự tin con mình chưa bao giờ gây ảnh hưởng tới người khác trong các chuyến bay và cô luôn dạy con cẩn thận. Tuy nhiên, bản năng của con nít là ồn, ngay cả khi hai con không la khóc, chỉ cần chúng nói chuyện với nhau, gọi mẹ hay nói mớ khi ngủ cũng đủ làm phiền những người ở khoang thương gia vì ở đây rất yên tĩnh. Trong khi đó, không gian ở khoang phổ thông đã ổn sẵn vì tiếng động cơ nên những âm thanh của trẻ nhỏ ít ảnh hưởng hơn. Hành động của tôi là hợp pháp và không vi phạm quy định hàng không. Máy bay không cấm mang trẻ con, nhưng do tôi di chuyển thường xuyên, hiểu được tâm lý của khách ở đây nên mới cân nhắc hành động hợp lý. Tôi không hiểu sao có người lại gay gắt như vậy, cô nói. Ngoài ra, nữ đại gia quận 7 cũng nói thêm, tuy các bé nhà cô không bị ù tai hay đau tai do thay đổi áp suất trên máy bay, nhưng cô từng chứng kiến nhiều đứa trẻ gặp tình trạng này và khóc rất dữ. Đây là điều không thể tránh được và không nên trách cha mẹ chúng không biết dạy con như nhiều người chỉ trích. Khoang thương gia và khoang hạng nhất là hai hạng vé cao cấp nhất của máy bay. Nhiều tiện nghi và giá vé cao gấp nhiều lần hạng phổ thông. Khách mua vé hạng này có rất nhiều phúc lợi, ưu đãi như ưu tiên check-in riêng, không phải đợi lâu, có phòng chờ sang trọng, được phục vụ đồ ăn nhẹ, rượu và cũng không cần xếp hàng lên máy bay vì được ưu tiên lên sau cùng. Chỗ ngồi khoang này cũng rất rộng rãi, thường là mỗi vé một khoang riêng tư, ghế rộng gấp rưỡi hạng phổ thông, lưng ghế có thể ngả thấp để khách nằm nghỉ. Suất ăn ngon sang trọng như nhà hàng, phục vụ rượu miễn phí, một số hãng cung cấp cả mỹ phẩm, đồ dưỡng da. Ngoài ra, mỗi ghế thường có màn hình lớn để khách có thể xem phim, nghe nhạc. Khi xuống, khách ở khoang này cũng được ưu tiên xuống trước.